Xin chào cả nhà, chào các bạn, ta cha Hà. Giờ chị mình đang dọn những cái tấm hình mà hồi xưa, hồi lúc trước mẹ mình đi làm con quả cả nhà. Quá trời luôn, dọn nè. Dỡ lên nè. Đây nè, cuốn nè, cuốn hình đó. Đó, cuốn vậy đó. Cuốn vậy là làm đóng hình đó. Giặt ra ngoài coi, giặt vô trong cứ giặt ra ngoài. Tấm hình hồi xưa má đi làm con quả rất là nhiều luôn nha. Ở đây nha, chậm luôn, khủng khiếp luôn. Khủng khiếp luôn cả nhà, chị ngồi trước đây nè. Nói đi chị Năm. Kêu mình lên nói. Kêu mày nói đi, mày. Kêu mình chỉ dọn mà kêu chị nói cho mất cỡ. Mệt quá, dọn từ sáng vậy hết, nói nổi rồi. Không phải dọn từ sáng, dọn qua nay. Qua nay dọn tới như đây là tấm hình này nè. Nó y như dặn ngoại hồi xưa, ngoại đi làm con quả ở đâu là ngoại chụp hình để làm kỷ niệm hết luôn cả nhà. Không, đây là những cái tấm hình mà ngoại đi làm con quả nha. Ở trong đây nè. Thùng luôn. Thùng còn nhiều lắm luôn á. Ai mà đi làm con quả với ngoại là đều có trong những cái tấm hình này hết luôn á. Đi chùa nè, đi quét rác nè, rồi đi nhổ cỏ ha, đi xây chùa gì đều có ở trong đây hết luôn á nha. Nhiều lắm cả nhà ơi. Chị đứng lên vậy nè. Dọn về bể cái bông luôn. Bể cái bông luôn nè. Nguyên một đống hôm nay là hình với hình nè, rồi tổ sách nè, hình không có ngoại nè, để làm kỷ niệm khủng khiếp luôn. Ai mà đi làm con quả hồi xưa là có hết luôn cả nhà. Từ hồi nhỏ tới giờ, từ chắc bao nhiêu năm, mấy cái tấm hình của Mỹ thì nhỏ vậy. Giờ là vợ cũng có vợ luôn. Bây giờ là chị mình dọn đặng đem vô nhà và chị để quá chừng hết chỗ để rồi. Bây giờ tới Mỹ Châu nhìn nó không ra nữa. Đâu rồi, đi làm con quả đông lắm nè. Đó, đây nè, mấy tấm hình là nè, đi làm đâu cũng có luôn nha. Nè, xe chùa nè, mà xe chùa ở đâu là ngoại có ghi hết toàn bộ luôn. Năm 20 nè, rồi năm 2016 nè. Đó, chứ còn toàn bộ là hết luôn á. Là xe chùa nè. Hình là giờ chị mình dọn chỉ làm như một lao phan luôn. Quá chừng quá đắt luôn. Còn nữa chứ không phải như đây đâu, không đâu. Ở trong mấy trong thùng này là có hết luôn á. Còn trong buồng nữa. Khủng khiếp luôn à. Ngoại giờ ngoại bệnh rồi, ngoại ngồi đó kìa. Giờ phải dọn giùm, dọn phụ ngoại chứ phải dọn giùm. Quá chừng luôn cả nhà ơi. Quá chừng dọn này, không biết tới chừng nào hết luôn á. Nè, này nè. Nè, những tấm hình này ha. Đi xây chùa nè. Đó, ngoại làm kỷ niệm hết lúc mà ăn nghỉ ngơi á, nghỉ trưa á. Mình ăn làm mệt là ăn cả nhà, nó ăn dưới đất không á. Đây là cái chỗ mà y giống như mình đi giữa đường á, giữa đường á, cái mình ngừng xe lại mình ăn không nhiều lắm. Đây là làm ở trong cái chùa, mà cái phòng khách của mấy ông lớn á cả nhà. Nè, xe chùa nè. Đó, xe chùa. Bà Sáu với bà Hai là lừ hết luôn. Quá chừng luôn. La phan luôn. Đây. Giờ đang dọn nè. Đang dọn nè. Khủng khiếp luôn. Đây, bà Tám nè.
bà tám có trong đây, bà sáu nè, quá chừng quá đất luôn, một đống luôn. Này làm từ đây tới một tháng mới hết chứ không phải là tính ngày. Bà chị mình mới làm thì bà mệt luôn, mà bà nó bà đi ăn, bà ăn tẩm bổ xong rồi mới làm tiếp. Này là cái đường đi mà Hiền có quay ở clip mà đi qua bên bến cầu đặng làm lúa. Đây nè, đây thì mấy cái chỗ mà các bạn thấy đi làm con quả đá rồi không? Đây là xong nha. Đi làm con quả rất nhiều, là cái mấy cái cuốn này là nó hư á, là phải gỡ ra hết luôn, gắn lại cuốn mới. Không thôi là giờ nước mà lấy cọng thun cột chứ mà hình nó mấy cuốn này nè, giờ để lâu quá đó. Để lâu quá nó dợp lên nè, dợp lên nó hư. Đây là cái những tấm hình đẹp và vô giá của bà ngoại để lại nha, kiếm không ra đâu nha. Ngoại nay làm không biết bao nhiêu năm mới được một đống hình này, tôi nói tính là đống luôn, tính cuốn luôn. Cái này chắc cần ký quá, bà ngoại là cần ký, bà ngoại hình là giờ tính cần ký thôi chứ mà không có tính mà cũng thiếu luôn rồi. Còn nữa, còn đâu không có tám nữa kìa. Chứ không phải vô đây đâu không đâu. Hả? Quá chừng luôn. Ngoại chụp hình để làm kỷ niệm. Thấy vậy chứ mỗi tấm khác nhau á, chứ không có giống nhau đâu nha. Ngoại đi chụp một chỗ á, là ngoại chụp một tấm dài tấm vậy đó. Hả? Đi chỗ này chỗ kia, mỗi cái chùa xây không biết bao nhiêu cái chùa luôn cả nhà. Thấy vậy chứ là mỗi chỗ khác nhau, ngoại cũng ghi ghi tên lại hết, mỗi chỗ là có ghi tên lại hết toàn bộ. Mấy tấm hình vô giá của ông ngoại giờ kiếm gì ra. Nhìn thiên nhiên đi ở Việt Nam mình, chồng ngoại đi có Hà Nội chưa đi đâu hả Nam? Má nhờ hỏi được ha, má Hà Nội mới đi cho má. Má Hà Nội có đi không ta? Dạ. Hà Nội á. Mới đi tới đảo Lý Sơn chưa tới Hà Nội hả? Vậy là đi Nha Trang, đảo Lý Sơn chứ chưa đi tới Hà Nội. Đi tới Hà Nội rồi. Quảng Nam hả? Quảng Nam xa hơn, nó xa hơn Hà Nội hả? Đâu trong này Quảng Nam mà. Em nói nghe quê chị nhà chi tiết à. No là ăn ra của mình nên no à. Giờ sáng gì đuối giờ ba ăn xong cái ba xả hơi xong cái làm tiếp thôi, chị ăn đi. Có bỏ cái chua không vậy? Cải chua với ba cái có đậu nằm với cái muối à, có cái chua cũng tiếp luôn. Thôi giờ mình cũng cái đó làm chua rồi đó, mình làm bộ quay mấy tấm hình này chia sẻ cho cả nhà những cái tấm hình mà hồi xưa ngoại làm kỷ niệm thôi. Hồi xưa mà mới bắt đầu mà làm con quả cực lắm. Đi bằng cái xe thuyền á, nãy đi con nhâm thôi đó, đi cái xe mà chở ta đi chôn con quả đông khủng khiếp luôn. Nó ngoại ngoại chiêu công đây mà ngoại có thể mượn nhờ công tới mấy 500-600 người có thể được không? Để làm cái xe thuyền thì Hiền có quay những cái clip mà xây chùa đó, ở nhà cũng nói ngoại chiêu công. Đây là tấm hình ngoại để chụp lại hồi lúc trước, con Hiền không có thời gian gì quay cho ngoại. Hồi lúc trước không có thời gian quay, chỉ quay được có vài clip thôi, nhờ ngoại bệnh rồi, ngoại bệnh hết không có thể nào quay được. Chị Nam. Đem lại cho nên nói vậy nó hay lắm. Biết chỗ nào mà nó bị trai đi chậu không? Hôm nay con trai lụm của bà ngoại. Con biết đâu đâu mà đâu. Cưng ngoại lắm, thương ngoại lắm. Lại chăm bà ngoại ngày hay là hai ba giác, chừng nào bà ngoại đuổi mới về. Coi từ tấm là không biết nói sao mà coi luôn. Không biết sao mà coi tới chừng nào hết luôn. Cũng dữ lắm luôn. Không biết luôn. Khủng khiếp luôn. À chứ là hả? Cắm kết này. Ờ để hồi dọn.
Ừ, cái này có cần dán lại không? Còn ăn cái này bỏ đi. Không, cái này dán gì quá thì cũng mới luôn. Cũng mới thì bỏ, cũng mới vô. Cái này nó xích ra rồi nè. Gỡ ra không hay dán lại thôi. Lấy keo dán lại thôi chứ chịu một cuốn nào cũng gỡ ra. Gỡ bước chừng nào thì xong. Bây giờ mấy cái nguyên để lại với nhau.